Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Niết Trường Chùa Hội Đức tại thành phố Bình Long. Kính thưa Chư Tôn Đức trong ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 7 tại Chùa Hội Đức, cùng với tất cả các cháu tham dự khóa tu kỳ thứ 7. Hôm nay chúng ta lại một lần nữa về tại Chùa Hội Đức để cùng nhau hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của Ngài và cùng nhau sống chung để học tập, để chia sẻ, để thông cảm, để hiểu biết nhau hơn. Để ngày mai đây, khi chúng ta trở lại ngôi nhà của chúng ta, khi chúng ta trở về với ngôi trường của chúng ta, trở về với xã hội chúng ta, chúng ta sẽ có nhiều người bạn hơn, chúng ta sẽ có nhiều người thương hiểu nhau hơn, chúng ta có sự hiểu biết với nhau hơn. Và rất may mắn là trong khóa tu kỳ này, Thầy được ban tổ chức mời về để chia sẻ cho các con một pháp thoại. Thầy được biết là qua 7 ngày, hôm nay là ngày thứ 6, các con đã nghe rất nhiều pháp thoại của Quý Hòa Thượng, của Kỳ Thượng Tọa. Đó là điều may mắn, vì những người đến mà giảng dạy cho các con đều là những vị có khả năng, có trình độ, có tu tập. Và Thầy cũng đã hỏi qua ban tổ chức để biết rằng các con đã nghe được những gì. Thầy cũng dự kiến nhiều cái đề tài để chia sẻ với các con. Nhưng khi vào trong cái hội trường này thì cái đề tài Thầy quyết định sáng hôm nay khác với vừa rồi Thầy dự kiến. Vì nhìn với một cái khóa tu mà tương đối đồng đều như thế này thì Thầy muốn có một cái định hướng cho các con về cuộc sống. Các con có hoài bão không? Có không? Có lý tưởng không? Có ước mơ không? Tất cả ai mà sống trong đời này cũng có lý tưởng, có hoài bão, có ước mơ. Nhưng bao nhiêu người đạt được những hoài bão, những ước mơ, những lý tưởng đó các con? Có nhiều không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta dĩ nhiên sống là phải có những cái hy vọng, ước mơ, hoài bão. Nhưng mà rất ít người đạt được cái đó. Bởi vì cái quan trọng nhất ở chỗ là gì? Ở chỗ là chúng người, mỗi chúng ta chưa xác định chúng ta mình là ai. Cho nên chưa biết mình là ai, cho nên cái hoài bão đôi khi đặt ra với mình nó không phù hợp. Cái lý tưởng nó đặt ra với mình không phù hợp. Vì vậy chúng ta không đạt được những gì chúng ta mong muốn. Vả lại trong cuộc sống này, đôi khi như Thầy Đào Quang vừa nói, sống trong một cái nền văn hóa mà đa sắc màu, nhiều cái yếu tố hấp dẫn, nhiều cái vui chơi, nhiều cái thứ mà nó có thể thu hút chúng ta, làm chúng ta mất đi định hướng cuộc sống, làm chúng ta mất đi chúng ta. Và vì vậy chúng ta không đạt được những gì chúng ta ước muốn. Do vậy hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái đề tài để tìm hiểu thử bạn là ai, các con là ai, Thầy là ai. Được không cả con? Đề tài này Thầy dạng cho nhiều khóa tu, và hôm nay Thầy chia sẻ cho cả con được. Thông thường khi mà chúng ta gặp nhau, chưa biết nhau, thì câu hỏi mà chúng ta hỏi nhau là bạn tên gì, phải không? Bạn đến từ đâu? Bạn người nước nào? Bạn là học đến đâu? Nghề nghiệp của bạn là gì? Đúng không cả con? Và tất cả những câu hỏi đó làm gì? Để định hình cái thực chất, cái bản chất của chính mình. Ví dụ như thông thường khi mà hỏi với các con thì người ta sẽ hỏi là cha mẹ các con là ai? Đúng không? Bố mẹ làm gì? Phải không nào? Nghề nghiệp như thế nào? Và các con sẽ rất vui vẻ sẽ nói rằng bố tôi làm giám đốc, mẹ tôi làm tổng giám đốc, bố tôi làm chủ tịch, mẹ tôi bác sĩ kỹ sư. Đúng không cả con? Nhà tôi rất là giàu có, phải không cả con? Và thường chúng ta
giới thiệu với nhau để cho mọi người biết về cái lai lịch chúng ta, là đầu tiên là mối quan hệ của gia đình mà chưa phải của chúng ta. Và nếu như cả con đi nước ngoài thì người ta sẽ hỏi bạn đến từ nước nào, where you come from, phải không cả con, đúng không? Và mình nói là mình là người Việt Nam, I'm Vietnamese, à, đúng không? Cái đó là xuất xứ của cái nguồn gốc chúng ta. Và có nhiều đất nước người ta rất tự hào về cái đất nước họ. Ví dụ như thầy nói lại là người Tàu, Trung Quốc. Họ không sống ở đất nước của họ. Khi họ ra một nước ngoài mà họ sống á, thì cả con biết luôn luôn họ có một cái đặc thù. Đó là trong cái tiệm của họ, trong cái nhà của họ, hay trong những cái nơi mà gọi là cộng đồng sinh hoạt, họ để một cái hình tượng để ai vào cũng biết họ là người Tàu. Các ông biết để hình tượng gì không? Để hình tượng Đức Quang Công. Các ông biết Quang Công không? Quang Công là câu chuyện là về Quang Công, Lưu Bị và Trương Phi. Và sợ gì người ta thờ Quang Công á, là có cái lý do của nó. Người Việt Nam mình cũng có nhiều nơi thờ Quang Công, nhưng mà thờ Quang Công để cầu nguyện cho sự gia hộ, cho sức khỏe, đúng không? Cho được là cầu nguyện mua bay bán đắt, vân vân. Nhưng người Trung Quốc họ thờ người Quang Công. Họ thờ Quang Công á, là để làm gì? Vì ông Quang Công là một người trung thành với đất nước, trung thành với là gì? Với vua chúa. Cho nên người ta thờ Quang Công, ta không phải là thờ cái người, mà ta thờ cái lòng trung thành đối với đất nước. Vì vậy chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng thờ những người nào mà có công với đất nước chúng ta, trung thành với đất nước chúng ta, hy sinh cho đất nước chúng ta. Ví dụ như chúng ta có Đức Thánh Trần Hưng Đạo, đúng không cả con? Chúng ta có Bà Trưng, Bà Triệu. Chúng ta có những cái bậc mà suốt đời dành cho cái sự an gọi là sự hạnh phúc và ấm no của nhân dân. Thì khi mà giới thiệu đến thầy trở lại vấn đề của chúng ta, thường người ta sẽ hỏi cái lai lịch. Nhưng cái đó là cái mà hai cái có thể tụi con chưa thấy quan trọng. Cái thứ ba mới quan trọng. Thường thường khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta thường biểu lộ cái khả năng của chúng ta, cái gì đặc thù của chúng ta, phải không nào? Có nhiều người thì biểu lộ cái khả năng, ví dụ như là giỏi về toán lý hóa, học sinh xuất sắc, rồi là có những cái đặc thù đặc biệt, vân vân. Đó là cái cách mà chúng ta giới thiệu với nhau, đúng không? Có nhiều người nếu có những cái nét đặc thù nào đó, có những cái bản chất riêng nào đó, có những cái điều mà rất mọi người kính mến, thì được là người được giới thiệu. Tuy nhiên có một số người họ không có gì cả, mà họ muốn làm nổi để cho mọi người biết, thì họ làm sao để cho người ta để ý? Người ta thường hẳn để ý để thể hiện cái tôi cho mọi người biết, thì họ đi vay mượn những cái thứ bên ngoài, gọi là để thể hiện cái đẳng cấp. Ngày nay cái chữ đẳng cấp này là rất là gọi là phổ biến trong cái thế giới của trẻ. Đẳng cấp đó là gì? Không có gì bên trong, cho nên phải thể hiện ra bên ngoài cho thật hào nhoáng. Ví dụ như quần áo là mặc hằng hiệu, mặc dầu là ở nhà cha mẹ phải đi làm thợ hồ để nuôi con, để lo cho các ăn học. Hằng ngày là làm thế nào để mua son phấn để bôi lên mặt cho thiên hạ thấy rằng là mình đẹp. Hằng ngày ấy phải ăn chơi thế nào cho có gì, cho có cái đẳng cấp, rồi phá phách làng xóm, rồi là nhuộm tóc xanh tóc đỏ, vân vân. Những thứ đó là những thứ để làm gì? Để thể hiện đẳng cấp. Nhưng mà những thứ đó là những thứ vay mượn đẳng cấp. Những thứ đó những thứ không có thật của mình, và những người đó không ai kính trọng. Đôi khi người ta cười mà mình lại không biết. Cả con có thể hiện đẳng cấp bằng cách này không? Có không? Đừng nghe cả con. Mình thể hiện cái đẳng cấp mà để cho mọi người mà kính trọng, rồi từ từ thầy sẽ nói. Mọi người yêu mến, mọi người gọi là luôn luôn phải có một sự gì gọi là kính trọng trong xã hội, từ từ thầy sẽ nói. Nhưng trước khi nói thì thầy sẽ nói thế này. Thông thường khi mà chúng ta muốn thể hiện cho người khác biết chúng ta là ai, chúng ta thường vay mượn
với những cái thứ bên ngoài, vay mượn dòng họ, vay mượn cái sự vinh quang của cha mẹ chúng ta thể hiện. Mà chúng ít có người tự thể hiện cái khả năng của mình, thì thể hiện cái mình có riêng. Ví dụ như cái đạo đức của mình, thể hiện chỉ hiện cái gì? Thể hiện cái trí tuệ của mình, thể hiện cái tài năng học tập của mình. Ít người thể hiện. Mà thường thể hiện là gì? Con ông này, con ông nọ, nhà giàu này, nhà giàu nọ. Và những người đó là những người bình thường, nếu như thầy không nói là những người tầm thường. Chỉ có những người nào mà dám thể hiện cái đức hạnh của mình, cái hành kiện của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái tài năng của mình, thì những người đó là những người có giá trị thật trong cuộc sống này. Các về các con, đúng các con, ngày nay á, các con thấy người ta ra, người ta kính trọng nhau là kính trọng cái gì? Kính trọng phần bề ngoài, kính trọng mặc đồ vest, kính trọng đi xe hơi, kính trọng những cái thứ mà lòe loẹt bên ngoài. Nhưng mà có một cái câu nói của một triết gia ta nói thế này: tại sao chúng ta không tự hào chính con người chúng ta, mà chúng ta đi tự hào những thứ chúng ta làm ra? Tại sao chúng ta không tự hào những chính con người, mà con người có cái gì tự đáng tự hào không? Cuộc đời này sẽ nhớ đến ai? Nhớ sẽ là kính trọng ai? Sẽ luôn luôn ghi ơn ai? Đó là ghi ơn những người có tài và có đức. Còn những người có giàu có cỡ nào đi nữa mà sống không có tài, sống không có đức, sống không vì xã hội, thì cuộc đời này họ có kính trọng không? Họ ghi ơn không? Cho nên cả con nhớ, chúng con phải làm thế nào để cho cái đức hạnh và cái trí tuệ và khả năng chúng con biểu lộ ra, và cái đó là cái chúng ta cần tự hào, được không cả con? Cái đó cực kỳ quan trọng. Thầy đưa ra một ví dụ. Bây giờ thầy có một cái tờ giấy thật đẹp, ví dụ như tờ giấy tụi con đang đeo nó cổ, đẹp không? Đẹp không? In màu mè, rồi là có nhiều màu sắc, giấy rất đặc biệt. Nhưng mà rùi cái tờ giấy này mà nó rớt xuống đất á, mà nó dính bùn, rồi có ai đạp lên đi rồi á, thì tụi con có lườm nó lên này không? Có trân trọng nó không? Có không? Tờ giấy màu mè, đẹp đẽ, có chất lượng, mà rớt xuống đất, mà dính bùn, mà có ai đạp qua rồi, cả con có lườm lên không? Không, phải không? Dù nó là tờ giấy màu mè, đẹp đẽ, được làm rất nhiều là màu sắc, nhưng nếu như thầy có một tờ 500 ngàn, nó cũ rồi, được vào, được cái vò nó là gì? Nhăn nhỏ, rồi là rớt xuống đất, nó cũng dính bùn, nó dính bụi, mà đi ngang á, cả con có muốn lườm không? Có không? Tờ 500 ngàn có lườm không? Không những cả con lườm, mà người lớn cũng lườm, con nít cũng lườm, già cũng lườm, trẻ cũng lườm. Bây giờ thầy hỏi vì sao? Một tờ giấy đẹp, màu sắc rất là đa dạng và rất giá trị, nhưng mà rớt xuống rồi dính đất không ai lượm. Một tờ 500 ngàn dù là cũ, dù là nhàu nát, dù là dính đất mà người ta vẫn lượm, vì sao vậy cả con? Vì nó có giá trị, phải không? Vậy bây giờ các con muốn cuộc đời này tấn các con lên, luôn luôn đặt các con trong cả, luôn luôn mong mỏi để tìm kiếm các con, thì các con sống phải có giá trị riêng, được không? Và giá trị đó không phải là những cái quần áo đẹp đẽ, giá trị đó không phải là những cái thứ hào nhoáng bên ngoài, mà giá trị đó là giá trị bằng cái gì? Bằng cái lòng yêu thương, bằng đạo đức, bằng trí tuệ và bằng khả năng của chính mình. Các con nhớ đó mới là giá trị thật. Có những người tàn tật, có những người nghèo khó, nhưng mà xã hội này ta kính trọng. Nhưng mà có nhiều người có vẻ lòe loẹt, vẻ màu mè giàu có, nhưng mà xã hội này người ta tươi cười khẩy. Cho nên cái giá trị con người nó không nằm ở chỗ tàn tật hay là lành lặn, không nằm ở cái chỗ là nghèo nàn hay là giàu có, mà biểu giá cái giá trị đó nó biểu hiện cách qua cái cách gì? Cách hành động và cách sống của chúng ta, phải không các con? Và hôm nay cả con lên đây tu, cả con tu cái chi nói thầy nghe thử. 7 ngày rồi tu cái gì nói thầy nghe thử. Thường nghe tới chùa tu là cả con nghe tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Nói thiệt, đội tu cả con thầy không thích làm chuyện đó. Thầy thích cả con á là sinh hoạt.
các con hát hò, các con là làm thân thiện với nhau, các con trao đổi nhau, các con có những cái giờ phút sống thật gần gũi với nhau. Thầy thích các con đến chùa như vậy, và đó là tu. Cái tuổi tu của các con như vậy. Và tu là gì các con? Sửa cái gì? Sửa sai hả? Sai ở đâu? Chưa rõ ràng. Cho nên bữa nay mình đến chùa mình tu là mình phải hiểu tu cái gì, sửa cái gì. Và 7 ngày qua các con có nội tục không? Có nội tục không? Có rồi, chắc ngay dám trả lời cả. Nhưng thôi hỏi một câu nữa, các con có đánh lộn không? Các con có gây gỗ không? Các con có làm tổn thương đến người khác không? Và các con sống 7 ngày ở đây, các con ăn nói có đàng hoàng không? Sống đúng giờ không? Ăn đúng giờ không? Tu rồi. Tu cái này mới quan trọng. Và nếu như ở nhà các con nói tục chửi thề, đánh lộn, làm người khác khổ đau, làm người khác buồn phiền, ở đây 7 ngày các con vào đây thay đổi, sửa đổi cái cách hành vi nói năng, cách hành vi hành sự, cách suy nghĩ. Và đó chính là gì? Các con đang hoàn thiện nhân cách của mình, phải không các con? Và đó mới là tu. Và cái đó thầy cần các con nhiều hơn là các con tụng kinh niệm Phật. Đồng ý với thầy không? 7 ngày sống ở đây, các con không hề chiến tranh, không hề gây lộn, không hề làm tổn thương ai cả, mà các con chỉ có nụ cười, các con có những giờ sinh hoạt, các con được hướng dẫn tu tập và hướng dẫn để sống làm sao mà làm cho các con vui, bạn bè mình vui và có lợi ích. Và điều đó là điều quan trọng nhất, và các con nhớ khi đến chùa phải tu. Do vậy, các con luôn luôn nhớ rằng mình đến chùa là để gọi là để thay đổi hành vi cử chỉ, thay đổi cách nói năng và cách đổi cách suy nghĩ là tu, chứ không phải lên tụng kinh niệm Phật mới là tu, nhớ chưa nào? Và khi mà các con thay đổi được tất cả hành vi cử chỉ nói năng như vậy, và các con biết mình là ai, thì các con sẽ trở thành những người làm chủ lấy tương lai của mình. Bây giờ có hai cái, có một câu chuyện ngộ nghĩnh thầy sẽ kể về các con. Giữa một cái đầu gà và cái mông con voi, cái nào to hơn? Cái mông con voi là to hơn phải không? Cái, bây giờ giữa cái to và cái nhỏ, tụi con thích chọn cái to hay chọn cái nhỏ? Vì sao vậy? Vì sao vậy? Nếu như có những người sống mà chỉ có đi theo làm gọi là fan của kẻ khác, vỗ tay để tán dương kẻ khác, đi đâu người ta bảo đưa tay thì đưa tay, đưa chân thì đưa chân, người ta bảo ngồi thì ngồi, bảo đứng là đứng, những người đó sống độc lập, hay là những người đó là những người là hoa chùm gửi, những người đó là những người có quyền quyết định cuộc sống mình, hay những người đó là tùy thuộc vào người khác? Có những người sống chỉ đi theo đuôi kẻ khác và vinh danh và cảm thấy hạnh phúc khi được đi làm cái đuôi của con voi, làm cái mông của con voi. Ví dụ như những cái fan club, các con gọi là fan club không? Có fan nào chưa? Khi nào mà nghe ca sĩ về một cái là ngồi chờ từ tiếng này qua tiếng khác, có không? Rồi vỗ tay, rồi không gặp được, rồi khóc lóc, có không? Những cái đó là những người gọi là gì? Làm cái mông con voi. Mông con voi là thơm hay là hôi? Cái mông thì để làm gì? Các con biết rồi đúng không? Và thường là cái mông là phần sau, thì nó chỉ làm theo cái ý của cái đầu. Còn cái đầu con gà dù nó nhỏ nhưng mà nó thích ăn thì nó ăn, thích ngủ thì nó ngủ, thích chơi thì nó chơi, thích chạy thì nó chạy. Vậy bây giờ các con muốn làm đuôi, làm mông con voi hay làm đầu con gà các con? Đầu mông con voi hay đầu con gà? Đầu con gà. Thì mình phải có bản lãnh, phải có giá trị, phải có đạo đức, đồng ý không? Các con biết có những câu chuyện rất là ngớ ngẩn, và hiện tại có rất nhiều thanh niên thanh nữ đã bỏ đi cái tương lai của mình, đánh mất tương lai của mình để chạy theo đi làm cái mông cho con voi. Ví dụ như
nghe gọi là làm tổ chức những cái fan club rồi bất cứ mà cái gọi là thần tượng mình á, mà nghe chạy về một cái là bỏ ăn việc làm, bỏ học, bỏ hành, chạy theo làm gì, đi theo hồ 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 vỗ tay vỗ chân rồi làm những cái việc mà rất ư là vô duyên, mất thì giờ. Cái đó là rất nhiều thanh niên thanh nữ bây giờ đang vướng vào những thứ này, và những người đó không xác định được mình là ai. Những người đó không có khả năng, những người đó không biết rằng chính họ cũng có thể thành công như kẻ khác. Họ cũng có thể, nếu như mà người ta có thể trở thành những người nổi tiếng thì mình cũng có thể trở thành những người nổi tiếng các con ạ. Để thầy tiếp tục câu chuyện này. Các con biết không? Đức Phật chúng ta sinh ra là một con người hay trên trời rơi xuống? Đức Phật sinh ra cũng như chúng ta, đó là từ trong bào thai mẹ, lớn lên cũng có vợ, có con. Và cuối cùng Ngài từ bỏ cuộc đời này và Ngài đi tìm con đường, và Ngài tìm ra cái chân lý ngày nay chúng ta gọi là Đạo Phật. Và các con biết, suốt 2600 năm qua, nhân loại vẫn quy ngược, vẫn nương tựa vào giáo lý của Đức Phật để mà sống, để có hạnh phúc thì theo lời Đức Phật. Và điểm quan trọng ở đây thầy muốn nói là Đức Phật là con người hay là thánh? Mà Đức Phật là con người là mình con người hay là thánh? Nếu Đức Phật làm được thì mình làm được, phải không cả con? Đức Phật có thể làm Phật được thì mình cũng có thể làm Phật được. Vì Đức Phật nói rằng là ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Đồng ý không? Và ở đây quan trọng hơn nữa cả con. Cả con đang là tuổi học trò. Đôi khi thấy bạn bè mình học giỏi, sao mình không bằng bạn bè? Đôi khi thấy người ta, sao mình học không được mà người ta học được, rồi mình chán nản. Đừng, cả con đừng bao giờ đánh mất cái sự tự tin vào chính mình. Thầy nói cả con biết, năm mà 1994 thầy sang Ấn Độ du học 7 năm. Những 6 tháng đầu qua bên đó họ nói bằng tiếng Anh, đọc bằng tiếng Anh, viết bằng tiếng Anh, thi bằng tiếng Anh, mà thầy trong đầu toàn chữ Việt không à. Làm sao mà theo? Thầy lo vô cùng, một ngày một đêm thầy ngủ có 4 tiếng đồng hồ để làm gì? Để dành hết thời giờ để nghe tiếng Anh mà nghe không hiểu. Để đọc tiếng Anh, đọc cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Thầy buồn, thầy cảm thấy rất là bất lực. Tiếng tới cũng không được, mà đi lui cũng được, vì lúc đó đang ở Ấn Độ rồi. Mà hồi đó mà năm 94 mà con biết mua được cái vé mà đi về là khó lắm, mà được đi ra nước ngoài là cực kỳ khó. Lúc đó thầy tiếng thổi lượng nan, thì thầy nhìn qua những người bạn của thầy, khi học chung với thầy họ không giỏi hơn thầy. Mà vì sao họ học được? Và khi thầy thấy những người bạn Thái Lan, tiếng Anh họ dở hơn mình, họ nói dở hơn mình, vì sao họ lên lớp được? Và lúc đó thầy nhớ lại một câu Phật dạy, một câu tổ dạy, đó là bị kỷ trường phu ngạ diệt dị. Người ta là trường phu thì mình cũng là trường phu. Người ta, thầy tạm dịch cho nó thoáng một chút, là người ta làm được thì mình cũng làm được. Người ta học được thì mình cũng học được. Người ta thi đỗ thì mình cũng thi đỗ. Người ta làm giám đốc thì mình cũng làm giám đốc. Người ta bác sĩ thì mình cũng là được, không cả con? Chỉ có những người nào mà không tự tin vào chính mình mới thất bại. Vì trong con người chúng ta, tất cả mọi người đều có một cái khả năng gọi là trí tuệ vô thường. Và Đức Phật nói là gì? Là Phật tánh. Là cái gì? Là cái trí tuệ. Và chỉ có là bằng cách học tập, chăm chỉ, kiên nhẫn thì dứt khoát chúng ta sẽ thành công, các con nghe. Và ở đây các con nhớ thế này, các con nhớ thế này, các con có biết Bill Gates không? Bill Gates là cái ông mà gì? Ông giàu nhất thế giới. Năm nay thì ông giàu thứ nhì. Năm nay là cái người giàu nhất đó là ông chủ tịch của cái Amazon. Năm nay là Bill Gates giàu thứ nhì. Nhưng mà mười mấy năm trước là ông là người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên các con phải nhớ, Bill Gates không có một cái bằng nào cả. Phổ thông cũng không có, đại học cũng không có, không có bằng gì cả. Vậy mà ông trở thành tỷ phú của thế giới. Vậy các con thấy rằng, các con có bằng chưa? Bây giờ là có bằng cấp 2 chưa? Sắp sửa có bằng cấp 3 vậy không?
hơn Bill Gates rồi đấy, giỏi hơn Bill Gates. Vậy thì Bill Gates có thể trở thành tỷ phú thì cả con cũng trở thành. Tin được không? Phải tự tin chứ. Nhưng đây mới là điều quan trọng. Đây là một điều quan trọng. Rất nhiều người trên thế giới này giàu, bây giờ có cái chủ tịch Amazon giàu hơn Bill Gates, nhưng mà thế giới này bây giờ nhắc đến tỷ phú là ta nhắc đến Bill Gates. Vì sao? Vì sao mà ta nhắc đến Bill Gates? Thứ nhất, ông là một người không hề cần bằng cấp, bằng nội lực của mình, bằng cái sự tin tưởng vào trí tuệ của mình, ông trở thành một con người vĩ đại vậy. Cái vĩ đại nhất thứ hai của ông đó là gì? Sau khi ông có được cái sự thành công, ông là ông tạo nên được một cái giá sản như vậy, ông lấy cái tiền đó ông làm từ thiện, ông chi hàng tỷ đô la, hàng trăm triệu đô la để cho giúp cho dân châu Phi tránh những cái bệnh gọi là sốt rét, những cái ông chi hàng trăm triệu để nghiên cứu những cái bệnh ung thư, ông trích hàng trăm triệu để giúp châu Á. Cho nên Bill Gates vĩ đại không chỉ vì là ông thành công về mặt tiền bạc, mà ông trở nên bất tử bởi vì gì? Bởi đức hạnh của ông. Cho nên cả con nhớ, mình không có tự ti về mình, mình không có sợ, mình không có bằng cấp, chỉ sợ mình thiếu cái gì? Thiếu nghị lực, thiếu quyết tâm. Và quan trọng hơn nữa, để cho cuộc đời này kính trọng thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải có cái gì? Có cái sự cống hiến cho xã hội, phải không các con? Quan trọng thêm một chút nữa, đó là gì? Có nhiều người là rất là tự ti về xuất xứ của mình. Có nhiều người mà khi nói đến gia đình là thấy xấu hổ, sợ gia biết, bạn bè mình biết là nhà mình không giàu. Có nhiều người á là rất sợ khi biết cha mình á là quét rác để nuôi mình. Có nhiều người rất sợ cha biết mẹ mình là đi bán vé số để nuôi mình. Có không? Xã hội này có không? Có nhiều người rất xấu hổ về nghề nghiệp. Cả con biết không có nghề nào trong đời này mà xấu cả. Chỉ có con người cái tâm nghĩ thì như thế mới là xấu. Còn nghề nào cũng nghề cao thượng, nghề nào cũng nghề gì? Để có thể làm cho chúng ta sinh sống. Cả con biết, nếu không có những người làm môi trường, làm vệ sinh môi trường, thì chúng ta có một cái xã hội, có một cái môi trường sạch sẽ để sống không? Cho nên những người mà quét rác ngoài đường, những người mà dọn vệ sinh, đó là những ân nhân lớn của chúng ta. Và những người đó chúng ta phải kính trọng. Và ai có những người như thế, cha mẹ như thế, chúng ta phải biết tri ân nhiều hơn. Cha mẹ chúng ta đang đóng góp cho xã hội, và cha mẹ chúng ta đang tự hào về nghề nghiệp đó. Và hôm nay chúng ta có được ở đây là nhờ cái tình thương và cái sự hy sinh đó của cha mẹ. Cho nên thầy nói với cả con ở đây, không có nghề nghiệp nào là nghề nghiệp xấu, chỉ có những con người xấu mà thôi. Bác sĩ mà cứu người thì nghề bác sĩ sẽ là tốt. Nhưng bác sĩ chỉ biết tiền mà quên đi nhân đạo thì bác sĩ đó là xấu. Phải không cả con? Đúng không? Một cái người mà buôn bán mà luôn luôn bán đúng giá, bán vừa phải giúp cho mọi người khác thì nghề buôn bán là cái nghề tốt đẹp. Nhưng mà một cái người mà buôn bán mà luôn luôn cắt cổ làm lời thiên hạ thì nghề buôn bán đó là cái người đó là xấu. Cho nên ở đây cả con biết, người bán vé số cũng là một nghề tốt đẹp. Ví dụ như ở Thái Lan có một câu chuyện rất là cảm động. Đó là có một người cha làm cái nghề quét rác để nuôi đứa con trai. Và nuôi nó từ lúc phổ thông cho đến học cử nhân cho đến lúc tiến sĩ. Và ngày mà cậu con trai này nhận bằng tiến sĩ, cậu mặc luôn cái bộ đồ tiến sĩ đó ra ngay cái chỗ mà cha đang làm vệ sinh môi trường đó, đến quỳ dưới cha và lạy dưới chân cha, rồi con cảm ơn tình thương của cha, nghề nghiệp của cha đã đưa con, đã làm cho con trở thành tiến sĩ. Và câu chuyện đó đã làm cho gọi là dậy sóng trên Facebook, và câu chuyện đó đã làm cho con người người ta kính trọng mọi nghề nghiệp. Cho nên ở đây thầy khuyên cả con, đừng coi trọng bất cứ nghề nào và đừng mặc cảm bất cứ nghề nào cũng là nghề tốt cả. Phải không các con?
Nghề nào cũng có nghề cao quý. Thí dụ như có một cái người, có một cái người là kỳ sĩ, họ có khả năng bắn tên. Con biết bắn tên 100 phát trăm trúng, đứng từ 100 mét bắn 100 phát trăm trúng và rất tự hào và xem mình là nhân tài. Thì có một cái ông bán dầu, biết các con biết bán dầu lửa không? Ông bán dầu lửa, xong rồi ông lấy một cái đồng tiền mà có một cái lỗ đó, rồi ông lấy cái dầu lửa, ông đổ vào cái lỗ qua cái chai mà không giỏi, không giọt, không chảy ra bên ngoài giọt nào cả. Ông mới hỏi về cái ông mà kỳ sĩ đó, ông có cái tài mà bắn cung trăm phạt trăm trụng, nhưng bây giờ ông xuống rót cho tôi một chục dầu vào trong cái chai này qua cái đồng tiền này mà đừng đổ, ông đạt được không? Ông nói giờ đâu có làm được. Cho nên người mà bạn dầu này nói: nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Không có cái gì đáng tự hào mà không có cái gì đáng coi thường, phải không các con? Cho nên các con phải nhớ, nhớ rằng chúng ta có một cái năng lực, có một cái nội lực rất là mạnh mẽ để chúng ta trở thành những con người phi thường. Nhưng để trở thành những con người thì chúng ta phải có ý chí. Chúng ta phải có cái ý chí, luôn luôn phải nung nấu cái ý chí, nắm cái lý tưởng. Trong Kinh Phật có nói một câu là: nam nhi từ hữu sung thiên khí, hữu hưởng Như Lai hành sự hành. Mỗi con người phải có cái ý vung lên trên trời đất, đi lên trên trời đất, đừng đi theo cái lối mòn mà người xưa đã đi qua. Cho nên các con có cái gì sở thích trong đời này, thích làm bác sĩ thì cố gắng làm bác sĩ, thích làm kỹ sư thì cố gắng làm kỹ sư, và cái gì mình chọn lựa thì mình cần phải có sự quyết tâm, phải không các con? Và phải có cái ý chí, luôn luôn nắm nặng cái ý chí, chứ đừng có thất bại một chút rồi là chúng ta sẽ nản chí. Cuộc sống các con mới chỉ bắt đầu, bắt đầu đi vào đời. Và các con đã gặp thất bại nào lớn chưa? Có chưa? Chưa hả? Chắc có chứ. Ví dụ như thi mà điểm không vừa ý có thất bại không? Buồn không? Thi làm xong mà bài bằng 9 điểm, bài mình còn 5 điểm có buồn không? Rồi là thi lên lớp mà thiếu điểm buồn không? Vâng vâng và vâng vâng. Tất cả những cái đó chỉ là gì? Không phải là thất bại, chưa vừa lòng mà thôi, chưa thỏa mãn mà thôi. Nhưng cả con biết đó là những cái bài học vì sao mà chúng ta điểm thấp bằng mình điểm cao, chúng ta phải học tập. Và trong cuộc sống này, thầy nói với các con sẽ còn gặp thất bại rất nhiều lần. Thất bại này đến thất bại khác. Nếu như ai một lần thất bại mà chán nản thì người đó sẽ không bao giờ đạt được sự thành công nào cả. Có một cái câu chuyện, các con biết cái ông mà chủ tịch cái thương hiệu KFC không? KFC là cái gì? KFC là cái gì? Gà rán phải không các con? Thầy mà con biết ở đấy. Ông đó là chủ tịch thương hiệu gà rán. Ông từ lúc mà ông ra đời, ông làm việc, việc gì ông làm cũng thất bại cả, thất bại liên tục. Làm đâu là lỗ đó, làm đâu là gọi là thất bại đó. Đến năm 88 tuổi, 88 tuổi nha, ông này tên là Harlan Sender. Các con về đọc Harlan Sender, đúng không? Thầy biết, thầy trả từ điển đàng hoàng đó. Ông đến năm 88 tuổi, ông khởi nghiệp, ngày nay có một cái phong trào khởi nghiệp start-up á, khởi nghiệp khắp nơi, và cứ khởi nghiệp là thất bại, khởi nghiệp là thất bại. Đến năm 88 tuổi, ông bỏ còn được 105 đô la. Do người ta thâu đất của ông, nhà nước thâu đất của ông và bồi thường cho ông được 105 đô la. Và từ 105 đô la, lần khởi nghiệp cuối cùng của ông mở ra cái thương hiệu KFC. Và sau khi thương hiệu KFC ông mở ra, ông thành công. Và ngày nay cái thương hiệu gà rán này không chỉ ở Mỹ mà khắp trên thế giới. Cho nên nhìn lại cuộc đời của Harlan Sander, thất bại hàng trăm lần nhưng không bao giờ đầu hàng.
thất bại là mẹ thành công. Cho nên sau này các con có thất bại gì trong cuộc sống thì hãy đứng từ ngay cái chỗ thất bại, rút tỉa thất bại và tiếp tục đi tới, phải không cả con? Như vậy muốn thành công là phải kiên nhẫn, đúng không nào? Bài học này rất cần cho các con. Tuổi trẻ các con đôi khi là gì? Đôi khi là hơi dễ nản chí, cứ buông một cái là buông bỏ, buông một cái là gì? Là khóc lóc, rồi đóng cửa, rồi không ăn, vân vân và vân vân. Tất cả những người làm như vậy là chưa có ý chí, chưa có thể, chưa có cái gì, có cái nghị lực và khó thành công cả con. Cho nên cái bài học mà thầy lưu ý là cả con đừng bao giờ nản chí với sự thất bại của mình. Thí dụ như có nhiều cô, nhiều thầy bây giờ thầy đang dạy trên đại học, học viện của thầy bây giờ cũng khoảng 2.000 tăng ni đang học cử nhân Phật học. Và tuần tới đây cũng là có cái thi tuyển sinh, cũng 500-700 người thi vào trường thầy khóa 14. Có nhiều thầy cô học điểm mà thấp một cái buồn, sư phụ ơi con thấp quá, con buồn quá. Thầy nói những người nào thấp điểm mà buồn á, lắm phải học trò của thầy. Thấp là phải hỏi vì sao mình thấp. Ngày xưa thầy đi học, thầy là một trong những học sinh giỏi, năm học sinh giỏi cái khóa của thầy. Nhưng mà có những môn thầy dưới trung bình, có sao đâu. Vấn đề không phải là vấn đề, đôi khi mình làm hôm đó sức khỏe mình không tốt, đôi khi hôm đó mình học mà nó trật câu hỏi, đôi khi hôm đó mình làm mình không có chú ý, thì lần sau mình chú ý. Cho nên cả con biết, một những người mà muốn thành công đừng bao giờ chán nản, buồn phiền, buông bỏ trước những cái gì thất vọng nhỏ nhỏ cho đến những cái thất vọng lớn, mà luôn luôn phải có sự kiên trì, kiên nhẫn và chịu đựng, được không các con? Một bài học thứ hai thầy muốn các con nhớ nữa, nhớ thật kỹ. Nhưng mà trước khi hỏi bài học này, thầy hỏi các con một chút, ở đây các con đã từng làm cho cha mẹ buồn chưa? Có không? Nói nhỏ quá không nghe. Các con có thường làm cho bạn bè buồn không? Các con có làm những cái điều sai lầm không? Có hả? Ai không có đưa tay coi. Không những các con sai lầm, không những các con làm tổn thương cha mẹ, không những các con làm cho bạn bè buồn phiền, mà cả thầy Đạo Quang chắc cũng đã từng làm cho người khác buồn, có không thầy? À. Và thầy Viên Trí cũng từng làm cho mẹ thầy Viên Trí buồn. Thầy Viên Trí cũng từng đã làm cho cha thầy Viên Trí không vui, cũng làm cho bạn bè thầy Viên Trí không vui. Và nói chung, khi đã là con người thì ai cũng đã, đang và sẽ phạm vào những sai lầm, đúng không cả con? Sai lầm là một phần của cuộc sống. Sai lầm là một phần của con người, cho nên đừng có mặc cảm sai lầm, đừng có bức rứt với sai lầm, đừng có tự dày vò mình với sai lầm. Đây là điều quan trọng. Nhưng mà trước khi thầy nói tiếp thì có một câu chuyện để các con biết làm sao để giải quyết chuyện sai lầm. Có một cái xã hội, bây giờ thì dù đừng nói chứ cả, ở đất nước Singapore, ai ăn trộm họ sẽ phạt bỏ tù hoặc là phạt bao nhiêu gần là ngàn đô. Nhưng mà có một đất nước hệ ăn trộm là nó chặt tay, dễ sợ vậy đó. Ăn trộm là nó chặt tay, chặt tay để trừng trị cái tội ăn trộm, và chặt tay để giáo dục những người chưa ăn trộm thấy như thế mà không ăn trộm. Có một đứa trẻ nó nghèo quá, nó sống trong đất nước đó, sống trong đất nước đó, và hôm đó nó không có tiền có bạc chứ cả, 2-3 ngày không có chi ăn cả, đi ngang một cái tiệm bánh mì đói quá, và nó thấy bánh mì nó thèm, nó đói quá, nó chụp 1-2 ổ bánh mì nó chạy, thì nó bị bắt và nó bị buộc vào tội ăn trộm, đem ra xử, gồm có vua, tất cả những người quan trọng trong triều đình ra, hỏi nó thế này: hôm qua con ăn trộm bánh mì phải không? Dạ thưa vua và thưa các quan, đúng.
con có ăn trộm bánh mì. Vì sao? Bởi vì con đói quá, mấy ngày con được ăn và con thấy con thèm, con chịu không được, con ăn trộm. Con có biết ăn trộm là phạm cái tội rất nguy hiểm không? Dạ con biết. Và bây giờ cái tội đó con biết sẽ bị trừng phạt ra sao không? Dạ bị chặt tay. Con có cái gì để nói không? Dạ thưa, con ăn trộm thì con bị chặt tay. Nhưng mà trước khi bị chặt tay thì con xin thưa một chuyện. Nhà con có một cái bí kíp gia truyền. Bây giờ con xin vừa cho Đức Vua. Đức Vua hãy nhờ ai đó trong làm cái việc này thì sẽ không có người đói, sẽ không có người ăn trộm. Bởi vì khi mà làm được điều này thì mọi người sẽ hạnh phúc. Ông nói thứ gì mà ghê vậy? Thưa Đức Vua, gia đình con có để lại một cái bí kíp là hôm nay trồng chôm chôm, mai hại chôm chôm. Hôm nay trồng sầu riêng, mai có trái sầu riêng. Hôm nay trồng phú sữa, mai có phú sữa. Hôm nay trồng mặn cầu, mai có mặn cầu. Cho nên bây giờ con xin truyền cái bí kíp, đưa cái bí kíp cho vua và nhờ vua đi trồng lúa cho dân đỡ đói, đi trồng sầu riêng, đi trồng chôm chôm để giúp cho dân đói quá. Ông hỏi sao mày không đi trồng đi mà mày lại đi ăn cắp? Nói thưa Đức Vua, thằng có một cái điều kiện mà con lỡ phạm rồi thành ra làm không được. Ông hỏi điều kiện gì? Thưa Đức Vua, cái bí kíp này chỉ có thể có hiệu quả cho những ai mà chưa từng một lần sai lầm trong cuộc đời thì trồng mới có trái. Còn người nào đã từng sai lầm, đã làm sai lầm, phạm lỗi lầm thì trồng không bao giờ có trái. Thế nhờ Đức Vua tìm một người trong triều đình á, đi trồng có thứ ai không có lỗi lầm, trồng dùm con. Đức Vua ngồi vò đầu vò óc, nhớ ra có cái ông tệ tướng, tức là ông đó ngày nay mà chúng ta gọi là thủ tướng đó, ngày xưa gọi là tệ tướng. Ông nói ông này là sống đạo đức nhất, ông này là xưa nay nổi tiếng đàng hoàng, không bao giờ phai phạm. Nói thôi tệ tướng, hãy đi trồng cái này, lấy cái này, nếu mà trồng được thì tha cho nó, để cho nhân dân bớt đói. Ông tệ tướng ông nói, lúc mà nhà vua đưa cái bí kíp ấy, ông nói thưa Đức Vua không được, không được. Vì sao được? Ông là người mà đàng hoàng nhất xưa nay mà. Thưa Đức Vua, tôi cũng phạm sai lầm nhiều lắm, nhưng mà tôi khéo che mà thôi. Tôi khéo giấu mà thôi. Thế tôi còn sai lầm nhiều lắm. Nhà vua nói ông mà còn sai lầm mà. Dạ có chứ. Nhà vua mày nghĩ, mày nhớ, mày nhìn qua có cái ông thứ hai đó là ông là, ông làm là về bộ lệ, về bộ văn hóa. Ông nói cái ông này xưa nay là nổi tiếng đạo đức đàng hoàng. Nói thôi ông làm bộ lệ chắc ông hay sai lầm. Nói vua ơi, tôi cũng chẳng thua gì ông kia cả. Tôi cũng phàm tùm lum, cũng là hối lộ móc ngoặc, cũng phe bè nhóm cả. Nhưng mà tôi khéo che thôi, nhà vua không biết. Ông vua nói thôi chết rồi, hai ông này mà còn phàm thì thôi chứ còn ai mà không phàm nữa. Các con biết, ngày nay rất nhiều người phàm sai lầm, nhưng mà che giấu, che giấu những tội lỗi của mình. Còn kẻ khác thì chúng ta lên án, chúng ta chỉ trích, chúng ta mắng mỏ, chúng ta làm đủ thứ. Các con có không? Mình có lỗi thì che, mà còn bạn mình mà có cái gì cả là bắt đầu là gì? Chỉ trích phê phán, có không? À, tiếp tục cái đã. Và cái này đang phổ biến trong xã hội, trong ngay gia đình của chúng ta. Đôi khi cha mẹ chúng ta che giấu những cái việc làm mà khiến chúng ta buồn phiền. Chúng ta che giấu những cái tội lỗi khiến cha mẹ buồn phiền. Thì trở lại câu chúng ta, thì Đức Vua nói thôi không có ai cả, chịu thôi, không ai làm được. Thì đứa trẻ nên là mình nói thế này: thưa Đức Vua, có một người tôi tin chắc là không sai lầm. Nhà vua nói có ai nữa đâu, ta tìm hết rồi. Nói đó là nhà vua chắc chắn không sai lầm. Nhà vua làm sao sai lầm được? Con ơi, ta cũng chẳng thua gì hai ông kia cả, nghĩa là sai lầm nhiều lắm. Cho nên cả con biết, sai lầm là bản chất của cuộc sống. Sai lầm là một phần của con người. Cái quan trọng ở chỗ khi sai lầm, chúng ta biết tha thứ cho nhau, được không các con? Sợ gì bạn bè đánh nhau, gây gỗ nhau, chia thành nhóm, chia thành bè để tạo nên những cái xích mích nhau? Bởi vì không tha thứ được những chuyện nhỏ nhặt cho nhau, phải không các con?
Cha mẹ mà hằng ngày gây lộn nhau, lên án chỉ trích nhau, bởi vì không tha thứ cho nhau, phải không các con? Thầy cô giáo mà cứ chỉ trích, cứ lên án, cứ chỉ trích, cứ thiên vị học trò là bởi vì sao? Bởi cái tâm ích kỷ, bởi vì cái tâm không rộng lượng, không tha thứ, phải không các con? Cho nên bữa này các con thấy bạn bè mình mà có những xung đột, có những bất hòa, có những cãi vã, chúng ta khuyên nên hãy gì? Tha thứ cho nhau được không các con? Đặc biệt là trong các khóa sinh của mùa tu này, đừng có gây lộn, đừng có làm cho mâu thuẫn với nhau, đừng làm nhau buồn phiền. Hãy bao dung, hãy tha thứ, hãy nâng đỡ nhau được không các học viên? Điều quan trọng thứ hai thầy đang nói, cái đức hạnh thứ hai vừa rồi thầy nói là tha thứ cho nhau thì giải quyết được mọi thứ. Cái đức hạnh thứ ba đó là khi chúng ta có lỗi lầm, vấn đề không phải là chúng ta ngồi đó mà buồn bã, ngồi đó mà gọi là thất vọng hay tự cả là làm khổ mình, mà chúng ta hãy biết xấu hổ. Khi làm lỗi lầm thì phải xấu hổ với lỗi lầm của mình, biết ăn năn cái lỗi lầm đó và biết sợ hãi cái hậu quả lỗi lầm, được không các con? Đó là sức mạnh. Có hai sức mạnh nhất trong đời này mà Đức Phật dạy. Thứ nhất đó là biết xấu hổ, gọi là tàm. Thứ hai biết sợ hãi, đó là quỷ. Và đã là con người thì có lỗi lầm, có sai lầm, và chúng ta có biết xấu hổ, biết sợ hãi, thì chúng ta sẽ trở thành có những người có sức mạnh nhất, và chúng ta sẽ cải tạo thế giới qua sự cải tạo của bản thân của mỗi chúng ta, được không cả con? Và muốn như thế thì bây giờ điều quan trọng nhất cả con hàng ngày phải làm là gì? Phải làm chủ hành vi của mình, phải làm chủ cách nói của mình, phải làm chủ cách hành động của mình và làm chủ cách suy nghĩ của mình. Hay nói một cách khác hơn, đó là phải làm chủ cảm xúc của mình, được không cả con? Chúng ta thường trở thành trò chơi của kẻ khác, chúng ta thường trở thành gọi là gì? Trò chơi niềm vui của kẻ khác, bởi vì những lời khen hoặc những cái câu chê. Các con khen các con vui không? Nếu như được khen các con vui không? Chê các con buồn không? Buồn không? Không nghe gì hết. Khen được vui không? Nếu vậy các con không phải là các con, mà các con chỉ là con búp bê trên tay của thầy. Vì khi thầy muốn các con buồn thì thầy chê, khi các con muốn các con vui thì thầy khen. Và như vậy các con không làm chủ được chính mình, và các con đang sống bởi cái khen cái chê của bên ngoài. Và cái khen cái chê đó chưa chắc là đúng, phải không nào? Có nhiều người họ chê mình vì họ ganh tì với mình, họ đố kỵ với mình, họ ganh ghét mình, có không? Những đứa học giỏi thường bị người khác cái gì? Ganh tì, đố kỵ và nói xấu. Và như vậy mình buồn thì có phải là mình không? Mình là trò chơi của kẻ khác. Cho nên ở đây Đức Phật nói, khi được người khác khen, đừng vội vui. Khi được người khác bị người khác chê, đừng vì vậy mà buồn. Hãy kiểm tra những cái lời khen đó là mình có hay không. Nếu có thì mình ghi nhận là mình có và tiếp tục phát triển những cái đức hạnh tốt. Và nếu không có thì mình nói cái đó tôi không có, xin trả lại cho mọi người, và mình không phải buồn vui với cái khen chê vớ vẩn, phải không các con? Do vậy để thành công trong cuộc sống này, các con phải làm chủ cảm xúc. Và các con ở tuổi này đang sống bởi cảm xúc nhiều hơn là lý trí, đúng không? Trong cảm xúc, ví dụ như sân một chút là hành động một cách thiếu suy nghĩ,
sân một chút là nhảy vào làm rầm beng lên, đánh lộn đánh lào rồi la lỗi rồi chửi bới. Cái đó là bởi vì cảm xúc nó sống, chứ không phải là con người chúng ta. Khi mà lòng tham nó nổi lên là chúng ta muốn đạt cho được, cái đó là chúng ta bị cảm xúc làm chủ, không phải chúng ta làm chủ cảm xúc. Các con muốn sống là thỏa mãn cảm xúc không? Muốn không? Có nhiều để thầy chỉ cho một cái cách mà sống, thầy chỉ cho mấy cái đứa mà sống cảm xúc thỏa mãn đó. Tụi con có thấy mấy cái đứa mà đi đua xe không? Đua xe ngoài đường đó, có không? Ban đêm mà nó chạy mà giống như mấy thằng điếc á. Nó chạy xong rồi chạy, nó đua, cuối cùng đến lúc mà nó tỉnh dậy thì nó nằm ở đâu? Trong bệnh viện. Cảm xúc đó. Còn muốn sống như thế không? Những người như vậy là những người vô minh, những người dài dỗ, và những người sẽ không bao giờ trở thành con người thật sự, mà đang bị những cái gì? Đang những bị cái cảm dỗ về lòng tham, lòng sân, lòng si, ngu muội, ngạ mạn, nó đang làm chủ lên mình. Và cả con biết, chỉ có những người làm chủ được cảm xúc thì những người đó mới có thể làm lớn được, phải không cả con? Một điều quan trọng hơn nữa, một điều quan trọng mà các con sẽ là gặp trong nhà trường, gặp trong gia đình, gặp trong xã hội, đó là lòng từ ái, có không? Lòng từ ái và lòng từ mạng. Khi nào mà người ta làm cho mình thấy mà hơi bị buồn một cái là nỗi phiền não tức tối, ngay cả cha mẹ của mình. Ví dụ như mình xin cái gì đó mà cha mẹ chưa kịp là bắt đầu làm gì? Mình phản đối, mình nói những câu nói vô lễ, vô ơn. Cái đó là gì? Những cái đó là những đứa bé hư hỏng, và những người đó không làm chủ được cảm xúc. Cho nên cả con biết, muốn làm việc lớn thì không được tự ái, không được tự mãn, không được quá tự hào, được không cả con? Thầy đang ngồi nói chuyện với các con. Hôm qua thầy nói, cách đây mấy hôm thầy nói chuyện cho một cái đào tràng như thế, một cái khóa tu như thế này, gần 1.000 em. Rồi ngày hôm qua thầy, tối hôm qua thầy đang nói chuyện ở Vũng Tàu, ở Hải Phòng mới xong, mới chạy hôm nay vô đây nói chuyện cả con. Và thầy thấy thầy cũng có nhiều thiếu sót, chứ có cái gì để gọi là tự hào cả. Và khi đến với các con, thầy học ở các con rất nhiều. Cho nên biển đời này không có ai là hoàn toàn giỏi, và không có ai là hoàn toàn dở. Đừng quá tự hào và đừng quá tự ti, phải không cả con? Đây mới là chìa khóa để chúng ta thành công. Vì vậy, bữa nay các con về tới nhà, vào trong xã hội, trong gia đình, luôn luôn làm chủ cảm xúc. Hãy coi thử một thủ tướng làm chủ cảm xúc. Thủ tướng Anh nổi tiếng tên là Wilson. Wilson, ông là thủ tướng nổi tiếng của Anh. Hôm đó ông diễn thuyết trước hàng ngàn người, thì có nhiều người ủng hộ, nhưng mà còn có những người chống đối. Và những người chống đối tức quá, thấy ông nói tức quá, bực mình và chửi ông á: đứng lên nói đi, đồ dơ bẩn, đồ hôi thối, đồ rác rưởi. Mà chỉ vào mặt thủ tướng mà nói như vậy đó cả con. Ở mình là coi như là bị bắt rồi, đúng không? Và bên nước tự do người ta không sao cả. Và trong lúc cái ông mà người, những người phản đối thủ tướng á, nói đồ dơ bẩn, đồ rác rưởi, đồ là hôi thối, thì thủ tướng Wilson sau khi nói xong thì thủ tướng nói thế này: đây là thủ tướng này, và các con làm chủ được cái này mới là thủ tướng. Các con sẽ làm nhiều thứ hơn nữa. Khi bị nói như vậy thì ông nói thế này: thưa đồng bào, có một người vừa nói đến chuyện dơ bẩn, hôi thối, thối nát, đó là vấn đề về môi trường tôi sắp sửa nói tới. Bị chửi như thế mà nói rằng là đề nghị đến nói đến môi trường mà tôi sắp tới nói tới. Cho nên những người mà càng bình tĩnh, càng làm cảm xúc, càng làm chủ cảm xúc chừng nào thì những người ấy mới làm chủ được cuộc đời của mình, làm chủ được thế giới, phải không các con? Cho nên bữa nay thầy yêu cầu các con là làm cái gì cũng phải làm chủ chính mình, phải biết mình, và không bao giờ để cho những người khác họ kích động mình. Không bao giờ người khác để làm trò chơi cho kẻ khác. Và muốn như thế thì ở đây thầy bây giờ nói với các con hành xử như thế nào, nói năng như thế nào, suy nghĩ như thế nào, đó là cái bản chất thật của các con, và thể hiện các con bạn là ai.
Các con mà trong xã hội này người ta sẽ kính trọng những người có đạo đức hay những người không có đạo đức. Người ta sẽ kính trọng những người mà kiên nhẫn, có gọi là có ý chí, có cái nỗ lực để thành công, hay là ta đi kính trọng những cái người mà ăn không ngồi rồi, ăn bám xã hội. Người xã hội này ta kính trọng những người có trí tuệ, những người có đạo đức, những người sống vì mình và sống vì mọi người. Vậy các con muốn xã hội này kính trọng các con không? Vậy thì các con phải thể hiện cái hành vi cử chỉ, cách nói năng và cách suy nghĩ của chúng ta làm thế nào để xứng đáng với cái sự gọi là nuôi nấng của cha mẹ chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào để cô thầy giáo chúng ta khi nói đến chúng ta là hạnh diện về chúng ta. Và hạnh diện không chỉ về trí thức mà hạnh diện về đạo đức. Và muốn như vậy, bây giờ các con hãy nói theo thầy những câu sau đây. Bây giờ tất cả nhắm mắt lại, ngồi thẳng lên và sẽ nói với thầy những như thế này. Hãy suy tư thật cẩn thận. Vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói. Hãy ăn nói cẩn thận. Vì lời nói sẽ biến thành hành động. Hãy hành sự cẩn thận. Vì hành động sẽ biến thành thói quen. Hãy chú trọng thói quen. Vì chúng hình thành nhân cách. Hãy chú trọng nhân cách. Vì nó hình thành số mệnh của bạn. Để kết thúc bài pháp này, thầy có một câu chuyện để chia sẻ với con. Có một gia đình, có vợ, có người cha, người mẹ và một người con trai. Sáng hôm đó có ba ông già đến thăm nhà. Ba ông này, một ông tên là Tình Thương, một ông tên là Thành Đạt, một ông tên là Giàu Sang. Ba ông này cùng lúc muốn vào thăm nhà, nhưng chỉ được một ông vào trước, hai ông kia vào không được. Người vợ thì muốn cái gì? Các con biết các bà thì muốn gì? Giàu có. Cho nên mình đề nghị thôi để mời ông giàu sang vào trước. Ông chồng ông không chịu. Ông chồng thì muốn cái gì? Muốn thành đạt. Đàn ông là phải có sự nghiệp. Cho nên ông chồng nói là thôi để mời ông thành đạt vào trước. Mà ông thành đạt vào thì ông giàu có vào không được. Đứa con nó thấy cha mẹ như vậy thì nó nói thế này: con thích khi ông Tình Thương vào hơn. Ông Tình Thương vào trước rồi mẹ ông kia vào sau. Cha mẹ thấy con như vậy thương con, mời ông Tình Thương vào. Và ông Tình Thương vào thì ông thành đạt vào cũng được, mà ông giàu có vào cũng được. Còn cái ông giàu có vào rồi thì ông thành đạt sẽ bị đứng lại và Tình Thương sẽ không có mặt. Khi ông thành đạt mà có mặt thì giàu có chưa chắc đã có và Tình Thương chưa chắc đã có. Cho nên cuộc sống này muốn thành công thì các con trước tiên phải có tình yêu thương. Yêu thương mình, yêu thương cha mẹ, yêu thương mọi người. Và khi có yêu thương thì có thành đạt. Khi có thành đạt thì có giàu có. Chúc các con sẽ là người đạt được cả ba yếu tố: yêu thương, giàu có và thành đạt. Thầy xin kết thúc bài pháp ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Alo, 1, 2. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên Thượng Tọa Pháp Sư, hơn một giờ đồng hồ qua, Thượng Tọa đã cho hàng đệ tử chúng con
nhìn nhận và thấy biết được mình là ai, mình cần phải làm gì ở trong cuộc đời này. Và chắc chắn rằng chúng con đã định hướng được cho mình ba thứ. Đầu tiên là tình thương, thành đạt và giàu sang. Có tình thương thì có tất cả, mất tình thương thì chúng con mất tất cả. Chúng con thành tâm tri ân với những lời dạy chỉ bảo chân thành của Thượng Tọa Pháp Sư. Kính bạch trên Thượng Tọa Pháp Sư, hôm nay duyên lành đến với hàng đệ tử chúng con. Sau thời pháp thoại này, xin Thượng Tọa Pháp Sư có thể cho hàng đệ tử chúng con đặt một vài câu hỏi để cho các em có cơ hội được trao đổi cũng như là được học hỏi nơi Thượng Tọa Pháp Sư. Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi chúng ta đã được trên Thượng Tọa Pháp Sư chỉ dạy, thì trong nội dung của bài pháp các em còn điểm nào chưa rõ ràng, hoặc rằng trong cuộc sống của mình các em còn điều nào khúc mắc, thì ngay hôm nay và trong giờ phút này sư sẽ chuyển máy đến cho các em, và các em sẽ được trực tiếp hỏi nơi Thượng Tọa Pháp Sư. Rồi mời các em. Và kính bạch Thượng Tọa Pháp Sư, như vậy là hôm nay trong buổi pháp thoại này tất cả các em đều đã thấu suốt, đều đã thông tỏ, thì các em không có vấn đề gì thắc mắc. Thay mặt cho toàn thể đại chúng, chúng con cầu nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ trên Thượng Tọa Pháp Sư luôn được pháp thể khinh an, mãi là bóng cây đại thụ, để cho hàng đệ tử chúng con được quay về và nương náu. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trước khi chia tay các con khóa tu, thầy cảm ơn các con đã hơn một tiếng đồng hồ cố gắng chú tâm nghe những cái điều chia sẻ về cuộc sống của thầy đối với các con. Và cái tâm tư của thầy cũng giống như tâm tư của quý vị trong ban tổ chức cái khóa tu này và của ni trưởng chùa Hội Đức, là mong muốn các con đến đây dù 7 ngày nhưng các con sẽ gặt hái được một số cái kiến thức, kinh nghiệm sống để các con áp dụng vào đời, và ngày mai đây các con sẽ trở thành những người có ích cho chính các con, những người con có hiểu đối với gia đình, những người con có hiểu đối với thầy cô giáo, và những công dân tốt cho xã hội. Và để chia tay với các con cũng như những khóa tu các nơi, thầy sẽ hát cho các con nghe một bài, và bản nhạc này cũng là gợi gấm của thầy, mong mỏi của thầy đến với các con. Đó là bài Từ Nguyện. Các con ngồi yên nghe để thầy hát. Các con muốn vỗ tay thì hát xong vỗ tay. Chúng tôi của con hát là thầy xây với ca sĩ làm mất nhịp của thầy. Hôm nay hơi khang tiếng, nhưng mà thôi, xem là kỷ niệm ha. Một lần gặp, biết đâu ngày mai mỗi người mỗi phương, còn gặp đâu được nhau nữa. Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ làm một đoá hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vần mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tìm nối liền. Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm,
cùng muôn trái tim trắm say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, ngàn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời. Là người xin mỗi lần khi năm xuống, cùng anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời. Là hoa tôi nợ tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim đắm say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời. Là người xin mỗi lần khi năm xuống, cùng anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ. Cầu chúc cả con có một ngày vui thật, hạnh phúc an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Sư, tự nhiên hát rồi cái máu âm nhạc trong chúng con nó sẽ có. Và trong đệ tử chúng con, và Thượng Tọa cho đệ tử chúng con được cúng dường trên Thượng Tọa một bài hát. Dạ, rồi mời em lên hát cái bài Đất Phương Nam. Rồi mời hai em hồi sáng mà đăng ký đó, rồi mời đứng lên đi con. Nha. Rồi mời hai em đứng lên. Đây là cơ hội để con được hát cúng dường lên trên Thượng Tọa Pháp Sư cũng như đại chúng. Rồi có một em thứ ba nữa, rồi ba em top ca, rồi đó là gọi là tam ca nhà chùa. Rồi mời ba em vào đây. Những ai đi về miền Đất Phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng cửa Long Giang, mệt mong rừng trăm bạc ngàn dừa xanh, từng chàng nước đông đưa nhớ người xưa từng ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngàn năm đi mở đất, cho ta thêm yêu bầy chim sâu sâu. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa, lý non sao tiếng nhạc kêu chiều, bươm xuôi vô phương Nam phiêu bạc theo thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng tổ, qua bao cuộc bể nhau, mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam. Đâu chỗ nào? Lại đi, còn đâu đây? Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa, nỉ non sao tiếng nhạc kêu chiều, thuyền ai vô phương Nam phiêu bạc theo thủy triều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng tổ, qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời bài tình ca Đất Phương Nam. Dạ
Rồi giờ xin cảm ơn ba em. Rồi mời ba em về chỗ cũ ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại đến đây đã thập toàn viên mãn. Chúng con cung thỉnh trên tượng tọa Pháp Sư khởi thân. Xin mời các em đồng trang nghiêm đứng lên để chúng ta hồi hướng công đức. Các em đứng chắp tay trang nghiêm. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Sư khởi niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại đã thập toàn viên mãn. Mời ban thỉnh sư vào cung thỉnh thượng tọa Pháp Sư hồi quy khách đường. Các em xoay mặt vào trong cắt cao tiếng niệm Phật để cung tiễn quý ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.